Hello anh em, con đầu giải mã này của Kenwood 5090, cửa hàng đã có một clip quay và test, cửa hàng quay tiếp, quay nội thất cho anh em xem. Hàng đẹp mê ly luôn nha các bác nha, đẹp mê ly như trong clip các bác đang thấy. Đẹp tầm 95-99%, đó, và bãi zin tuyệt đối. Bề ngang 44, anh em đặt vào những con âm ly màu vàng chanh của Sansui hoặc của Denon, gọi là hết thuốc luôn. Anh em đợi mở nội thất này. Các bác xem nội thất nó mới mê man luôn này. Nó mới như kiểu mới sản xuất luôn anh em ạ. Đấy, vỉ mạch này, đó. Vỉ mạch này. Ổ đĩa này. Đĩa không dùng đĩa mồi anh em nhá. Chạy độc lập không mồi mẽo gì nha. Đây. Mới chưa anh em. Ôi trời ơi, sao nó mới vậy. Anh em có những dòng đề nông 2000, 1500 hoặc những con săn xui 607, 707 màu vàng chanh hoặc 907 đặt vào thì gọi là tuyệt phẩm luôn. Và giá của đầu này cửa hàng để giá cực tốt cho anh em trực tiếp 3,8 triệu bao ship luôn tận nhà. Đường giải mã AV, đường xuất tín hiệu xuống âm ly, xuất giải mã ra này. Còn đường lấy tín hiệu giải mã vào quang này, có nghĩa là có đường quang vào, quang ra, đường AV vào, AV ra, đường giải mã đồng trục đầy đủ. 100V, 13W, Kenwood 5090. Đó. Về độ mới và độ zin, độ hay thì khỏi nghĩ luôn. Và bao luôn cả anh em cái giá nữa. Đấy. Vì mạch lăng nhàng rất nhiều. Con này làm rất to về bề sâu. Bề ngang là 44. Bề sâu thì đầy đo luôn. Sâu như gần một con âm ly ấy. Sâu tận 34. Đấy. Nói chung là đặt vào mấy con âm ly khủng như cả vừa nói dòng săn xui hoặc đế nông đấy thì vừa khít luôn. Mãi cùng màu vàng chanh đồng điệu cực kỳ đẹp mắt. Đây đang giải mã đường analog nha. Đây anh em này. Đây bấm đây là chuyển đường quang. Khi giải mã đường quang thì nó sẽ có cái tín hiệu là 44.1, bất kể đầu giải mã nào nó cũng có hiện số này lên anh em nha. Và khi giải mã nó sẽ có đèn tia báo là nhận tín hiệu. Nếu chưa có đèn tia có nghĩa là chưa có nhạc vào, là anh em phải kiểm tra lại dây quang của dây AV. Đấy là cách chơi. Địa chỉ gà tấm biển màu đỏ kia, anh em có thể đến tận nơi hoặc ở xa đặt cọc từ hàng cuối năm rồi. Vừa đẹp, vừa zin, vừa rẻ. Đấy là những tiêu chí cửa hàng nói luôn cho anh em biết. 5090, màu vàng chanh. Như kiểu mới tinh. Ok, chào anh em nhé. Có đầu giải mã thì anh em nghe nhạc nó sẽ rất trong. Đầu giải mã nó tác dụng như kiểu là anh em nấu cơm ấy, hoặc là nấu thức ăn ấy. Nó là cái nguồn gạo hoặc là nguồn thực phẩm chất lượng nhất cho vào để nấu ăn. Thế thôi, xin chào.